Người phụ nữ đã tái hôn sinh ra đôi rồng phượng. Người chồng độc ác lại nảy sinh tâm tư. Có người vui vẻ, có người buồn bã. Cảnh xuyên, bụng em đau, hình như em sắp sinh rồi. Không nên thế chứ. Còn 20 ngày nữa mới đến ngày dự sinh mà. Nhưng thấy Trịnh Tiểu Tiểu khó chịu như vậy, cũng không nói nhiều. Trực tiếp qua bên cạnh gõ cửa. Lý Như Huệ và mọi người biết được rằng Trịnh Tiểu Tiểu đau bụng cũng lập tức mặc áo khoác qua xem sợ là sinh non chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện đêm giao thừa vui vẻ thế này mà lại ầm ĩ mấy đứa trẻ đều bị đánh thức vương triều lộ cũng muốn đi cùng nhưng không có ai trong mấy đứa trẻ cô chỉ có thể ở lại chẳng bao lâu trịnh tiểu tiểu đã bị đẩy vào phòng sinh gia đình đứng bên ngoài nghe tiếng động bên trong ai cũng sốt ruột đặc biệt là chu cảnh xuyên đi lại trong hành lang trịnh tiểu tiểu chưa bao giờ nghĩ rằng sinh con lại đau đớn như vậy mặc dù cô ấy đã chuẩn bị tâm lý nhưng cơn đau này vẫn vượt xa dự đoán của cô thật sự còn khó chịu hơn cả ba lần ban đầu cô ấy vẫn chưa biết cách dùng sức may mắn là bác sĩ hiện tại rất kiên nhẫn họ luôn bên cạnh hướng dẫn tỉ mỉ cố gắng lên đồng chí đầu đã ra rồi chu cảnh xuyên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của trịnh tiểu tiểu cả trái tim đều thắt lại Lý Như Huệ cũng sốt ruột đi vòng quanh. Sao vẫn chưa ra? Tiểu Trịnh chắc khổ lắm. Bụng to thế kia, chắc chắn đứa bé không nhỏ đâu. Cứ đổ lỗi cho chúng ta, không nên cho cô ấy bù đắp như vậy. Mẹ anh ở đó làm nhảm khá nhiều. Bên cạnh, Chu Cảnh Xuyên của thực im lặng. Lý Như Huệ giờ nhìn con trai cũng không vừa mắt. Hai vợ chồng có con, sao lại chỉ có phụ nữ chịu khổ như vậy? Bọn đàn ông thì lại nhàn nhã. Chốc lát là xong. Sao con cũng không nói gì? Có nghe thấy Tiểu Tiểu gọi không? Cô ấy sinh con cho con không dễ đâu. Sau này con phải đối xử tốt với cô ấy. Nếu không, mẹ sẽ không tha cho con. Chu Cảnh Xuyên chỉ gật đầu không nói gì cho đến khi lý như huệ nhìn qua mới phát hiện anh đã đỏ cả khóe mắt không khỏi ngây người chu cảnh xuyên từ nhỏ đã cứng đầu hồi nhỏ bị đánh cũng không rơi nước mắt dù trải qua chuyện gì vẫn luôn là bộ mặt đó không ngờ giờ vợ sinh con lại khóc thấy anh ấy như vậy lý như huệ cũng không đành lòng trách móc nữa ra là một cậu bé trịnh tiểu tiểu mồ hôi ướt đẫm mì mắt miệng đã khô rồi nghe thấy là cậu bé lúc này cô ấy không còn quan tâm nhiều nữa cậu bé hay cô bé cô ấy đã vất vả sinh ra đều là báu vật của cô vừa lúc đó bụng dưới đột nhiên lại đau cuộn Bác sĩ ngạc nhiên là sinh đôi, còn một đứa nữa. Khi Trịnh Tiểu Tiểu nghe thấy câu này, xin nữa thì ngất đi, nhưng may mà đứa thứ hai nhẹ cân hơn. Không tốn nhiều công sức đã sinh ra, Lý Như Huệ và mọi người ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của em bé. Con tưởng đã xong, kết quả chờ mãi không thấy bác sĩ ra. Vài phút sau, lại vang lên một tiếng khóc to. Mọi người nhìn nhau, đều không thể vào được cũng muốn phá cửa mà vào là sinh đôi đứa thứ hai là con gái nghe nói là con gái trịnh tiểu tiểu không khỏi sáng mắt lên bác sĩ bế hai đứa trẻ đến bên cô để cô nhìn một chút sau đó mới mở cửa phòng sinh chu cảnh xuyên gần như lập tức lao lên phim hay như vậy mà không đổi màn hình lớn thì thật đáng tiếc muốn xem cho đã thì tôi sàng nhỏ mưu kế từ bày công nội phòng thiết lập ấy. ngày đó bạn dùng 10 bạch điện ải 131 hiệu lượng người mở tiết kiệm văn nửa văn đồng tháng ngày tám mở tự bảy văn văn đồng tháng Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Cô ấy có khỏe không? Vợ anh không sao cả. Đồng chí này, chúc mừng cô. Cô có một cặp song sinh đáng yêu. Lý Như Huệ, mắt họ sắp tròn xe rồi. Quá bất ngờ luôn. Họ vội vàng chạy lại ôm hai đứa trẻ vào lòng. Cách nhìn nào cũng thích. Chú ý của Chu Cảnh Xuyên lại không phải ở đứa trẻ, mà trực tiếp vào xem tình hình của Trịnh Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, em vất vả rồi. Mệt rồi phải không? Em ngủ đi. Không vất vả. Anh đi xem con của chúng ta đi chu cảnh xuyên an ủi nói vài câu rồi mới qua xem đứa trẻ bây giờ đứa trẻ vừa chào đời trông nhăn nheo không nhìn ra được gì cả cả hai đều giống như khỉ con nhìn thấy chu cảnh xuyên nhíu mày không ngừng nhíu mày cái gì vừa chào đời đã như vậy rồi hai đứa trẻ đã lớn lên rất xinh đẹp Trịnh Tiểu Tiểu lắng nghe họ nói chuyện, trên mặt cô nở một nụ cười. Cô bỗng nghĩ ra điều gì đó, Điều cảm trở nên nghiêm túc. Lúc này, trẻ con thay đổi nhiều quá, dù sao cũng không có camera, số người cũng không đủ. Cô ấy đã đọc rất nhiều tiểu thuyết cổ trang trước đây, trong đó nhiều đứa trẻ đã bị đổi. Cảnh Xuyên sẽ bảo bố mẹ trông chừng trẻ con cẩn thận. Bệnh viện này còn có những đứa trẻ khác, đừng để xảy ra nhầm lẫn. Những gì Trịnh Tiểu Tiểu đã nói, Cảnh Xuyên tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Đợi đến khi ngày hôm sau Trịnh Tiểu Tiểu tỉnh dậy, phát hiện hai đứa trẻ đã được rửa sạch sẽ. Bà cũng đã cho hai đứa trẻ uống sữa bột. Đến buổi sáng, ông và bà cùng với Trịnh Kiến Quân đã nhanh chóng đến đây. Khi biết Trịnh Tiểu Tiểu sinh đôi, ông đã run rẩy cả dâu. Tiểu Tiểu, em thật tuyệt vời. Chỉ một chút đã sinh ra hai đứa. Điều này đúng là tránh được rất nhiều rắc rối sau này. Nói ra cũng thật là lộn xộn. Em còn thắc mắc sao lại sinh non. Thì ra là mang thai sinh đôi. Cả gia đình quây quần bên cạnh Trịnh Tiểu Tiểu và các con. Mọi người đều vui vẻ cưới tươi. Lý Như Huệ càng cảm thấy Trịnh Tiểu Tiểu thật là có phúc. Kể từ khi cưới vào nhà họ, mọi thứ đều tốt hơn. Trong dịp Tết lớn, điều này thật là vui mừng hơn nữa. Ai nói không phải chứ? Hai đứa trẻ này cũng biết chọn thời điểm. Hai gia đình đang họp lại bàn chuyện đặt tên cho trẻ. Và tin này vào buổi chiều đã chuyển đến tay nhà họ Chu. Chu Vân Yến và họ biết rằng Trịnh Tiểu Tiểu sinh đôi. Họ tức giận đến mức muốn nghiến răng. Lẽ ra họ mong Trịnh Tiểu Tiểu sinh một cô con gái. Ai ngờ người ta không chỉ sinh con trai mà còn sinh thêm một cô con gái nữa. Thật là một cặp hoàn hảo. Tin vui đến đôi, Trịnh Tân Nguyệt cũng không mấy vui vẻ. Ngồi đó buồn bã. Trời ơi, thật là mù quáng. Sao lại để cô ấy sinh con trai, lại còn vào dịp Tết? Thật sự là cố tình làm người ta bực mình. Nghe nói ông cụ và bà cụ đã đi từ sớm. Thật hiếm có vô cùng. Cao Huệ Lan tức giận đập đùi, Chu Ái Quốc không nói gì, nhìn gia đình anh trai ngày càng khá giả, con trai cũng ngày càng có triển vọng, trong lòng anh không tránh khỏi bất bình. Cả nhà ngồi trong nhà than thở suốt nửa ngày. Trịnh Tân Nguyệt không nhịn được, cô thẳng thắn lấy bụng mình ra nói chuyện. Thôi, mọi người cũng đừng quá bi quan, đến lúc đó, con cũng sẽ sinh một cậu con trai. Chúng ta không thua kém họ đâu. Nếu không nhắc đến Trịnh Tân Nguyệt thì cũng tốt. Mọi người chỉ cần nhắm một mắt, mở một mắt, cố gắng lờ đi sự hiện diện của cô ấy, nhưng cô ấy lại nhất định phải thể hiện mình đúng lúc này. Trong lòng Cao Huệ Lan thực sự tức giận vô cùng. Nếu không phải lo hủy tương lai của con trai Thật sự muốn đá cho Trịnh Tân Nguyệt xảy thai Đừng nói nhảm nữa Đi nấu cơm đi Bụng con khó chịu Con cần ngủ một chút Chu Vân Yên vốn đã tức giận Nhìn thấy bộ dạng của cô ta Còn ghét đến mức muốn tát cô ta vài cái Người ta Trịnh Tiểu Tiểu khi mang thai Vẫn đi làm bên ngoài đấy Sau này bụng to vẫn đi đàm phán hợp tác Cô mới có thai mà không nấu ăn nổi Cô bị gãy chân hay tay à Đừng có mà làm bộ công chúa Đừng có bệnh công chúa Cô nghĩ cô là công chúa nói vậy thật tổn thương trịnh tân ngửa tưởng rằng sau khi mang thai sẽ được gia đình chồng cưng chiều không ngờ lại nghĩ sai chu vân yến thỉnh thoảng nhìn cô bằng ánh mắt khiến cô cũng thấy sợ khoảnh khắc này cô ta không hề nghi ngờ rằng chu vân yến sẽ ra tay đánh mình mặc dù trong lòng rất ớt ức nhưng vì sự an toàn của bản thân vẫn phải chịu nhục mà đi vào bếp cũng tại tên vương khải này không có trách nhiệm nếu như vương khải có chút thành công dám thẳng thắn với gia đình thì cô ta đã ly hôn với chu vân yến cùng với con kẻ tái hôn đáng tiếc là vương khải chỉ muốn gieo giống không muốn chịu trách nhiệm hiện tại cô ta chỉ có thể nương nhờ vào chu vân yến thấy trịnh tân nguyệt ngoan ngoãn nấu ăn trong lòng chu văn yến vẫn không dễ chịu tại sao bọn họ bây giờ lại sống tốt như vậy con được lão gia trọng dụng và anh ta chu Vân yến cả đời này không thể có con của riêng mình con phải làm con rùa xanh nếu đứa trẻ này có ba thì tốt Chu Cảnh Xuyên trước mặt anh ta không thể còn kiêu ngạo nữa, lao ra cũng sẽ không nhìn họ một cách cao quý. Trong bệnh viện có nhiều người chờ đợi như vậy, anh ta muốn ra tay cũng không có cơ hội và cái chỗ này khiến anh ta dễ bị người khác chú ý. Nhưng nhìn vợ chồng họ sống thoải mái như vậy, Chu Vân Yến vẫn cảm thấy khó chịu. Vì vậy, rất nhanh anh lại nghĩ ra một ý tưởng khác. Trịnh Tiểu Tiểu không biết Chu Vân Yến đang tính toán gì, bây giờ cô chỉ bận rộn với việc chăm sóc con cái. Dù sao cũng không thể suốt ngày uống sữa bột, có sữa mẹ thì tốt hơn uống sữa ngoài. Vậy là đã ở bệnh viện đủ một tuần. Sau khi xác định mọi thứ đều không vấn đề gì, mời lái xe về về nhà. Người đàn ông nhận nuôi một cô gái, chăm sóc tận tình mẹ ruột độc ác, nhưng lại bị người khác mua chuộc để sai khiến. Một cuộc khủng hoảng lớn ập đến gia đình Chu. Anh đã thuê một người trông trẻ. Trong thời gian này, em không cần làm gì cả. Chỉ cần chú ý dưỡng sức cho mình. Ngày Tết, mọi người đến đây. Một tháng được bao nhiêu tiền? Cái này thì đừng hỏi nữa. Nhiệm vụ của em bây giờ là tự chăm sóc bản thân. Hỏi anh thì cứ nói. Sao nhiều lời vậy? Không có nhiều đâu, một tháng 300 đồng. Mau e, 300 thật sự là một số tiền rất lớn. Người bình thường thật khó mà chi tiêu nhiều tiền như vậy để thuê người chăm sóc tháng. Tất nhiên, thu nhập của Chu Cảnh Xuyên cũng không thiếu tiền này. Trịnh Tiểu Tiểu nghe xong, trong lòng vẫn thấy ấm áp. Anh thật là hào phóng. Nếu để người khác biết, chắc chắn sẽ bàn tán. Họ ác ý. nói gì thì nói thôi. Anh kiếm tiền là để tiêu cho vợ con. Còn giữ lại để làm gì? Mang vào quan tài à? Câu này em thích nghe. Đi ngủ sớm đi. Chút nữa còn phải thay tạ cho con. Lúc này, điều khiến Trịnh Tiểu Tiểu đau đầu nhất chính là không có tạ giấy. Con bé đi tiểu thì phải giặt tã. Mùa đông lạnh lẽo thật sự rất phiền phức. Một lát nữa cô ấy dự định nghiên cứu xem có thể phát triển ra cái này hay không. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bán chạy. Những ngày tiếp theo, Chu Cảnh Xuyên cũng không thường đến trang trại, mỗi ngày chỉ ở nhà chăm sóc vợ con. Trịnh Tiểu Tiểu cũng không cảm nhận được không khí Tết nữa, mỗi ngày đều ở nhà, không ra ngoài. Không bao lâu sau, Đinh Tử Bác họ đã đến, mang đến nhiều bổ phẩm, kêu Chu Cảnh Xuyên nhất định phải chăm sóc tốt cho Trịnh Tiểu Tiểu. Nhà máy không thể thiếu trụ cột như anh. Cùng đi còn có Diệp Thanh Thanh và chu giang không nhiều người không lâu sau quảng cáo mà trịnh tiểu tiểu họ quay chính thức phát sóng trên cctv họ mời các ngôi sao điện ảnh trong nước làm người đại diện quảng cáo rất có đặc trưng thời đại và cuối cùng còn đề cập đến việc quyên góp nhiều người đã bắt đầu chú ý đến sản phẩm đóng hộp của họ thời gian rộng rãi công việc trong nhà máy đang rất phát đạt trịnh tiểu tiểu mỗi ngày ngồi ở nhà cũng có không ít tiền vào mọi người trong khu đều biết trịnh tiểu tiểu có tài năng như vậy không thể không khen ngợi trước mặt lý như huệ điều khiến trịnh tiểu tiểu không ngờ nhất là đại bảo và nhị bảo có em trai em gái rồi mỗi ngày đều vào nhà xem tiểu tiểu bây giờ ai cũng có thể ôm chặt đứa trẻ trịnh tiểu tiểu dạy họ phải yêu thương em trai em gái hai đứa trẻ cũng đã ghi nhớ điều đó nhưng họ không biết rằng Bà Vương bên cạnh miệng lưỡi độc ác như thế nào. Nhân lúc hai đứa trẻ đi chơi, bà ta kéo chúng sang một bên. Trịnh Tiểu Tiểu và Chu Cảnh Xuyên giờ đã có con đẻ, sau này chắc chắn sẽ không tốt với các bạn nữa. Dù là như vậy thì cũng là điều nên có. Em trai em gái là con ruột của ba mẹ. Ba mẹ sẽ tốt với chúng hơn một chút. Có phải không nên như vậy sao? Hơn nữa, bây giờ chúng vẫn còn là em bé, cần nhiều tình yêu hơn. Cậu bé này có phải ngốc không? Thật sự là không có suy nghĩ gì. Con trai bà còn không quan tâm đến bà nữa. Bà vẫn còn ở đây kích động. Không ai cần đến. Câu này của đứa bé. Xin nưa đã làm bà Vương tức giận. Muốn dạy dỗ Chu Tiểu Hoa, nhưng lại sợ hàng xóm nghe thấy. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hai đứa trẻ không ngờ rằng, chuyện này lại còn có diễn biến sau đó. Chu Vân Yến lại tìm được Ngô Tú Hồng, chính là mẹ của hai đứa trẻ. Khi Phan Chí Minh hy sinh trong nhiệm vụ, Ngô Tú Hồng không muốn nuôi ông bà. Càng không muốn một mình nuôi hai đứa trẻ. Lấy một ít tiền rồi bỏ trốn. Đây cũng là lý do tại sao Chu Cảnh Xuyên lại nhận nuôi hai đứa trẻ. Chu Vân Yên không có khả năng gì khác, chỉ giỏi những chuyện lôi thôi này. Thật ra cũng khá mưu mẹo, biết được ý đồ của Chu Vân Yến. Mô tú Hồng cũng có chút bất ngờ, không ngờ hai đứa trẻ giờ sống càng ngày càng tốt, lại còn được gia đình giàu có họ chu nhận nuôi, còn cô ta đã tiêu hết số tiền đã ăn cắp lúc trước. Dù đã tìm được một người đàn ông khác, nhưng đối phương không coi cô ta ra gì, thường xuyên bạo hành cô ta. Châu Vân Yến thật sự không thể nhìn tiếc, nhà lớn sống sướng như vậy. Vì thế, anh đã cho Ngô Tú Hồng một khoản tiền để đi kích động hai đứa trẻ. Nếu có thể dùng tay chúng để loại bỏ con trai của Chu Cảnh Xuyên thì thật sự thú vị. Ngô Tú Hồng vốn dĩ đã không có giới hạn nào, lấy tiền xong đã đến nhà họ Chu. Phim hay như vậy mà không đổi sang màn hình lớn thì thật đáng tiếc. Muốn xem cho đã thì phải có điều chỉnh phù hợp, đặc biệt là những điều quan trọng và điều tốt nhất. Ngày 20 tháng 9 năm 2024, có thể chú ý đến các yếu tố cần thiết trong công việc. Tài liệu về ngành điện 2 triệu 24.920 có thể kéo dài thời gian làm việc ở đây. Cứ vớt cơ hội cho hai đứa. Nhân tiện gọi hai đứa ra ngoài. Chu Điểm Điểm và Chu Tiểu Huy không ngờ, cuộc đời này còn gặp được mẹ. Cả hai cũng sững sờ tại chỗ. Điểm Điểm, Tiểu Huy, mẹ đây. Cô ấy nghĩ rằng hai đứa trẻ sẽ rất nhiệt tình với mình, dù sao cũng là cô ấy mang thai 10 tháng và sinh ra chúng. Nhưng ngay cả khi Chu Cảnh Xuyên và những người khác không nói trước mặt hai đứa trẻ về những việc mà Ngô Tú Hồng đã làm, thì chúng cũng đã nghe nói ít nhiều, biết rằng mẹ đã lấy trộm tiền trong nhà và bỏ rơi chúng. Vì vậy, khi đối diện với Ngô Tú Hồng, cả hai đứa trẻ đều không cần gũi với cô ấy. Con và Tiểu Huy hiện tại sống tốt, mẹ cảm thấy rất vui nhưng mẹ muốn nói với các con bây giờ mẹ nuôi của các con đã sinh đôi đứa con trai chắc chắn sẽ được chú ý chờ thêm hai năm nữa hai người chắc chắn không sống dễ dàng mẹ chắc chắn sẽ không hại các con sau này các con hãy tìm cơ hội nhân lúc mẹ nuôi không có ở đây hãy đe cái cậu bé đó bằng gối chỉ cần làm vậy với cậu ta hai người mới có thể sống tốt ở nhà họ chu Nghe mẹ nói những lời này, Chu Điểm Điểm sợ hãi đến mức mặt mày tái mét. Em trai dễ thương như vậy, hàng ngày nhìn thấy anh ấy đều cười rất vui, cơ thể còn ấm áp nữa, không cần phải nói cũng biết là thơm thế nào. Nhưng mẹ lại bảo họ phải chôn em trai, đó là một mạng sống đấy, sao có thể nhận tâm như vậy chứ? Em trai nhỏ dễ thương như vậy, sao lại phải chèn ép cậu ấy? Chúng ta làm gì có chuyện đó? Tôi nói những điều này là vì ai? Chẳng phải vì hai người các cậu sao? Nếu họ không có cậu con trai này, sau này tài sản trong nhà đều phải để cho em trai con thừa kế, truyền thừa cũng phải nhờ vào em con. Nếu không có đứa trẻ này. Sau này con không thể nghĩ đến chuyện chia tiền với anh. Thực ra tiền đó là của em trai. Chúng ta không cần. Ba mẹ đã đối xử với chúng ta rất tốt rồi. Thầy đã nói, làm người phải biết hài lòng, không thể cướp đoạt đồ của người khác. Ngô Tú Hồng nghe thấy Chu Tiểu Huy gọi Trịnh Tiểu Tiểu, bố mẹ của bọn họ, giận đến mức nâng tay tát một cái. Tôi thấy con đúng là đầu óc có vấn đề. Tôi mới là mẹ ruột của con. Người ta nuôi con hai ngày, con đã gọi là mẹ. Sao con lại không có giá trị đến vậy? Mẹ đã mang thai 10 tháng, cực khổ sinh ra con. Kết quả lại thành ra như vậy. Mẹ dựa vào đâu mà đánh em trai? Dì chị đối xử rất tốt với chúng ta. Gọi mẹ thì có gì sai? Bấy lâu nay mẹ có quan tâm đến tôi và em trai không? Nếu mẹ lại đánh người, tôi sẽ kêu lên đấy. Chu Điềm Điềm bảo vệ em trai ở phía sau, giống như một người lớn. Ngô Tú Hồng tức đến xanh mặt. Người đàn ông đó đã nói, chỉ cần có thể làm cho đứa trẻ im lặng, sẽ cho cô một số tiền lớn. Trịnh Tiểu Tiểu là con ruột. Sau này khả năng sinh con cũng không cao. Đến lúc đó, gia sản của nhà Chu nhiều như vậy, chắc chắn sẽ để cho Chu Tiểu Huy thừa kế. Dù sao, cô ấy cũng là mẹ của hai đứa trẻ cô ấy đã tính toán mọi thứ trong lòng nhưng khi thực hiện mới phát hiện hai đứa trẻ hoàn toàn không nghe lời cô các con hãy nghe lời mẹ sau khi làm xong chuyện này mẹ thường xuyên đến thăm các con chu điềm điểm biểm lúc này nhận ra mẹ này đã trở nên xấu xa không thể nói chuyện tiếp nữa vì vậy nhân lúc thích hợp cô kéo em trai chạy đi mặc kệ ngô tú hồng gọi mắng từ phía sau hai người không nhìn lại nữa chu tiểu huy suốt dọc đường không có tinh thần gì cả bị mẹ ruột đánh như vậy cậu ấy trong lòng cảm thấy rất buồn nghĩ đến những lời mẹ đã nói cậu ấy càng cảm thấy thất vọng chị ơi chúng ta có nên kể chuyện này cho bố mẹ không chu tiểu huy theo bản năng cảm thấy nên nói với gia đình có thể nói ra lời này bố mẹ có thể tha cho ngô tú hồng không Cô ấy cũng là mẹ ruột của họ. Chu Điềm Điềm cũng nhớ mày. Bây giờ họ đã có khả năng suy nghĩ độc lập. Dù ghét Ngô Tú Hồng, nhưng cũng không muốn đặt cô ấy vào tình thế khó xử. Hay là thôi đừng nói nữa. Dù sao thì chúng ta cũng không làm hại em trai. Sau này không để ý đến bà ấy là được. Em không thể mềm lòng. Bao năm nay bà ta đâu có chăm sóc chúng ta. Là Di Trịnh và chú Chu nuôi lớn chúng ta. Cho chúng ta mua đủ thứ. Tiêu nhiều tiền như vậy. Ông bà cũng đối xử tốt với chúng ta như vậy. Bây giờ họ mới là gia đình của chúng ta. Dù sao thì em cũng sẽ không hại em trai. Em trai đáng yêu như vậy. Sau khi hai người trở về, mọi người cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Khi Chu Vân Yên tìm thấy Ngô Tú Hồng, anh ấy vội vàng hỏi chuyện đã xong chưa. Thấy Ngô Tú Hồng ấp úng, chỉ biết người này không đáng tin cậy. Bây giờ hai đứa trẻ hoàn toàn không nghe tôi, tôi cũng không biết phải làm sao. Nhưng anh yên tâm đi, dù sao cũng là con ruột của tôi, sau này chúng cũng phải về phía tôi, tôi sẽ cố gắng thuyết phục chúng. Dù sao thì cô cứ tự quyết định đi, thành công cho cô 500. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt việc này cho anh. Cho tôi thêm chút thời gian. Người chồng cũ độc ác không thể nhìn thấy phụ nữ hạnh phúc, Thay người hành động nhưng lại bị lừa, hành động lén lút còn bị người hiện tại nghi ngờ ngoại tình. Mẹ nói cho các con biết, nếu không làm theo những gì mẹ nói thì mẹ sẽ đưa các con đi hết, không để các con sống trong gia đình họ Chu. Ngô Tú Hồng không giải quyết được vấn đề, đã tìm thấy đứa trẻ trong trường, Chu Điềm Điềm và Chu Hiểu Huy tự nhiên sợ hãi. Lần này hai người không còn giấu giếm nữa. Sau khi trở về, trực tiếp nói cho Trịnh Tiểu Tiểu họ biết về chuyện này. Chu Điềm Điềm, Hiểu Huy, đây không còn là mẹ của các con nữa. Bà ấy quá xấu, em trai nhỏ như vậy thật dễ thương mà bà ấy lại dám làm vậy với cậu ấy. Trên đời này có người mẹ nào như vậy không? Vì vậy mẹ sẽ phạt bà ấy một chút. Các con có đồng ý không? Trịnh Tiểu Tiểu đã quyết định rồi. Những chuyện như thế không thể nhờ Ngô Tú Hồng được. Chỉ có thể tự mình dạy cho bà ấy một bài học. Ngày hôm sau, đã phát hiện ra Ngô Tú Hồng giòn rén ở cửa lớn. Chu Cảnh Xuyên đã tìm vài người theo dõi đến nơi ở của Ngô Tú Hồng. Một cái bao được trùm lên, trực tiếp là một trận đòn như tử. Đừng có đánh hai đứa trẻ, cũng đừng có nghĩ đến chuyện hại người. Nếu lần sau để chúng tôi biết, thì sẽ trực tiếp lấy mạng cô. Đợi đến khi Ngô Tú Hồng phản ứng lại, thì đã rõ ràng trở thành một con heo lớn chỉ là ngốc cũng nhận ra được điều gì đó. Cô ta không ngờ hai đứa trẻ lại dám mách lèo, càng không nghĩ người nhận nuôi chúng lại gan dạ đến vậy. Bà ấy ban đầu không dám báo công an, nhưng rõ ràng biết kẻ sát nhân là ai, làm sao nốt chơi cơn tức này? Suy đi nghĩ lại vẫn quyết định đến đồn công an. Mọi chuyện đã đơn giản kể lại một lần, trong đó đương nhiên là đề cập đến việc cô ta xúi giục hai đứa trẻ gây chuyện, thật quá kiêu ngạo, đánh người thành ra như thế nào, con ruột của người ta còn không thể về thăm một chút, cha mẹ nuôi thật quá bá đạo. Cảnh sát lập tức dẫn Ngô Tú Hồng đến nhà Chu. Tất cả mọi người cũng biết chuyện này, nhưng họ không hoảng hốt. Đánh người thì sao chứ? Ngô Tú Hồng cũng không đưa ra được chứng cứ. Cái thứ đen tối và tồi tệ này đáng bị đánh. Chu Cảnh Xuyên liếc nhìn người đàn ông dẫn đầu. Cả hai đều ngạc nhiên bởi vì họ quen nhau. Tiểu Điền nhớ lại những gì Ngô Tuấn Hồng đã nói và liên hệ với tình huống của Chu Cảnh Xuyên. Còn điều gì không rõ nữa? Thật là, người phụ nữ này chính là kẻ độc ác đã bỏ rơi hai đứa trẻ. Còn mặt mũi nào đến đường công an báo án? Đồng chí công an, vợ tôi sinh con chưa lâu. Tôi đang ở nhà chăm sóc trẻ, làm sao có thời gian để làm những chuyện này? Hơn nữa, người phụ nữ này vì là mẹ ruột của Điềm Điềm và Tiểu Huy, nên tôi đương nhiên phải nhường nhịn cô ấy một chút. Làm sao lại có chuyện động tay đánh người? Anh mở mắt ra mà nói dối. Đàn ông trượng phu, một lời nói ra như đinh đóng cột. Anh thuê người đánh tôi còn không dám thừa nhận. Tôi cũng là mẹ của Điềm Điềm và Tiểu Huy mà. Sao các người lại bắt nạt người khác như vậy? Đồng chí này, chị nói chúng tôi tìm người đánh chị thì cũng phải có lý do chứ. Chị có đến nhà chúng tôi đâu? Chúng tôi đâu có biết chị đến đây. Chị không phải đang vu khống sao? Tiểu Điền cũng thấy là như vậy người tốt như vậy sao lại động tay động chân với cô ta chứ chắc chắn là cô ta đã làm gì đó đồng chí chính bọn họ đã ra tay nhanh chóng bắt họ lại nếu để loại người như vậy tự do thì đó chính là ung nhọt của xã hội. Trịnh Tiểu Tiểu nhìn chăm chăm vào người phụ nữ này, nghĩ đến việc cô ta xui điềm điềm và Tiểu Huy làm những chuyện đó, cảm thấy muốn đến tác cô ta một cái. chuyện này tự nhiên là không nói rõ được, gây án thì phải có chứng cứ, mà giờ thì không có camera, Ngô Tú Hồng chắc chắn là tự mình bị đánh. các người có tiền cũng không thể như vậy chứ, có tiền thì có thể làm mọi thứ sao? tôi chỉ đùa một chút thôi mà, các người có cần đánh người như vậy không? cô đang đùa cái gì vậy? Ngô Tú Hồng ruột cổ lại. Rõ ràng cô ấy cũng cảm thấy những lời đó không đáng nói. Nhưng để công an tin rằng Chu Cảnh Xuyên họ thật sự đã ra tay với cô ta, cô ấy cắn răng vẫn nói ra. Tôi đùa với đứa trẻ nhà mình, bảo chúng nó lấy gối chèn em trai lại. Tôi chỉ nói cho vui thôi mà. Làm sao bọn trẻ dám làm vậy? Chắc là chúng nó biết mới dám động vào tôi. Người như Ngô Tú Hồng nói như vậy, không chỉ có lý như Huệ họ mắng chửi. Ngay cả vài người công an cũng tỏ vẻ khó chịu. Có biết đây là cái gì không? Nếu họ thực sự thi hành, với vai trò cô chủ mưu, cô cũng phải ngồi tù mười mấy năm. Phim hay như vậy không đổi màn hình lớn thì thật đáng tiếc. Muốn xem cho đã, thì bạn phải sử dụng cài đặt trên máy tính của Duin. Nhóm nữ thông minh đánh cắp 1,5 tỷ viên kim cương, quá kích thích từ đầu đến cuối xem phim trên màn hình lớn sẽ sướng hơn và rõ nét hơn nơi xem phim trên màn hình lớn sẽ sướng hơn và rõ nét hơn chế độ cửa sổ nhỏ vừa làm việc vừa giải trí tín đầu thương mại điện tử vi chuyên gia trong lĩnh vực văn chính mới xây dựng kiểu cách quốc trung 204.920 ý tải xuống ứng dụng máy tính Kein còn có thể miễn phí cài đặt hình nền động riêng cho bơ sắc đẹp nhanh tay tải xuống phiên bản máy tính duin để trải nghiệm nhé tôi thừa nhận điều này là lỗi của tôi xin lỗi có được không nhưng cũng không thể đánh người được. Các anh xem hắn ta đánh tôi, tôi còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Việc này không thể cho qua như vậy, các anh phải bắt họ lại. Nếu không thì phải bồi thường, tôi không thể tự chịu trận như thế này. Chị nói họ đánh cô, chị có bằng chứng không? Con đòi tiền, người ta đã giúp cô nuôi con lâu như vậy. Sao cô không cho chút luôn nào? Cảnh sát nói với giọng không kiên nhẫn, cuối cùng chuyện này cũng chỉ có thể để vậy thôi, dù đã khởi tố vụ án, còn khi nào có kết quả điều tra thì không biết được. Ngô Tú Hồng thấy mình đi lại một chuyến vô chẳng thu được gì cả, cũng phải ngẩn người ra, nhưng thấy công an sắp đi, cô ta cũng không dám ở lại, chỉ có thể cúi đầu rời đi, tiểu điền đi sau cùng kéo Chu Cảnh Xuyên vào góc nói vài câu, Tiểu Điền cũng biết về Phan Chí Minh, anh ấy hy sinh anh Dũng, vợ anh ấy liền cuốn tiền bỏ trốn, hai đứa trẻ không có ai chăm sóc, Chu Cảnh Xuyên trực tiếp đưa về nhà tự chăm sóc, không ngờ người phụ nữ này lại quay lại, còn chỉ huy hai đứa trẻ làm chuyện này, thật vô liêm sỉ, mẹ đã nói những lời đó còn giảm báo án, cảnh sát lúc đó nên hành động mạnh tay hơn một chút, đánh như vậy là còn nhẹ, được rồi, mẹ về sớm ngủ đi. Ngày mai còn phải đi làm. Mấy người nói vài câu, rồi mỗi người về phòng. Lúc này, Trịnh Tiểu Tiểu và Chu Cảnh Xuyên vẫn chưa nghĩ ra. Người đứng sau Ngô Tú Hồng đang chỉ huy. Không biết, lần này không biết có khiến cô ta nhớ lâu không? Nếu còn dám tới nữa, anh nói chúng ta sẽ làm gì? Nếu không nhớ bài học, thì chỉ còn cách đánh thêm vài trận. Ngô Tú Hồng càng cả nghĩ càng tức, gọi là mất cả vợ lẫn lính. Chỉ có chút tiền mà Chu Vân Yến cho cô, còn không đủ để cô chữa bệnh. Vậy là ngay lập tức cô lên đường tìm Chu Vân Yến. Chu Vân Yến thấy bộ dạng của Ngô Tu Hồng cũng bị dọa dạ cho một trận. Nếu không phải do anh bắt tôi đi làm chuyện này, tôi cũng sẽ không bị nhà họ chu đánh còn chưa quản lý. Người ta nói không có chứng cứ, anh nói chuyện này phải làm sao? Thì tôi có thể làm gì được? Cô ngay cả con cái mình cũng không quản được, nếu không phải họ về nó linh tinh, nhà họ Chu làm sao biết được? Nếu có gì phải trách thì chỉ trách cô chuẩn bị không đủ. Dù chuyện không thành công, nhưng tiền mà anh hứa với tôi vẫn phải trả. Anh nhìn cái mặt tôi này, tôi vẫn phải đi khám bệnh, nếu không thì tôi biết nói gì với chồng tôi tiền của tôi đâu phải từ trên trời rơi xuống nếu cô làm xong việc tôi tự nhiên sẽ trả cho cô nhưng mà cô chẳng làm gì cả còn đến đây xin tiền tôi đâu phải là người dễ dãi vậy ý anh là không muốn cho đúng không tôi sẽ nói ra chuyện này nhà chu mạnh mẽ như vậy họ chắc chắn sẽ không buông tha anh anh sẽ không dễ dàng đâu ngô tú hồng làm hỏng thì hỏng luôn chu vân yến lúc này cũng hối hận chết đi được biết vậy hồi đó không nên tự mình ra mặt không ngờ ngô tú hồng lại ngủ ngốc như vậy cô cứ nói Tùy cô. Cô nghĩ cô nói ra có ai tin không? Chúng ta là họ hàng. Tại sao tôi phải liên kết với người ngoài để hại anh ấy? Hay là cô có bằng chứng? Chứng minh tôi đã nói với cô. Ngô Tố Hồng, không ngờ Chu Văn Yến cũng lời như Chu Cảnh Xuyên. Cô đúng là không có bằng chứng. Tôi cũng không nói nhiều với anh. Tôi không cần 500 tệ. Tôi chỉ cần tiền để đi điều trị. Hôm qua tôi bị đánh. Chuyện đó cũng coi như xong. Nếu không, tôi sẽ đi tuyên truyền khắp nơi. Dù họ không tin, Tôi cũng sẽ làm hỏng danh tiếng của anh. 200 đồng là không thể. Cô không làm được chuyện gì cả. Tôi có lý do gì để đưa cô 200? Tối đa tôi chỉ cho cô 80. Việc này coi như xong. Sau này tôi cũng không kỳ vọng vào cô nữa. Ít nhất là 100. Ít hơn số này thì không bàn nữa. Chu Vân Yến tức giận xích ngất đi. Nhưng cũng không còn cách nào. Đành phải lấy ra 100 đồng. Trịnh Tân Nguyệt tình cờ thấy Châu Vân Yến cầm tiền. Trong lòng cũng thấy tò mò. Không nhịn được mà nhìn kỹ một chút. Cũng bị dọa một phen. Một cô gái bị đánh bầm tím mặt mày. Chu Vân Yến lại có sở thích nặng nề như vậy sao? Thật sự ngoại tình với loại phụ nữ này để không bị phát hiện trịnh tâm nguyệt vội vàng trở về phòng và ngô tú hồng lấy tiền xong thì vội vã rời đi khi chu vân yến trở lại phòng trịnh tâm nguyệt không nhịn được mà nhìn cô ấy vài lần hai người bây giờ gần như không có gì để nói chúng ta ra ngoài một chuyến đi đâu vậy đi qua chỗ lão gia một chuyến nói chuyện với ông ấy về công việc của tôi bây giờ em đã mang thai rồi cũng xem như là một tin vui lớn ông lão biết được cũng vui mừng nhân dịp này ông ấy muốn thăm dò ý kiến xem có thể can thiệp ở cơ quan không nếu không làm được tổng giám đốc chồng cũ tự mình đập chân vào đá sau khi mất tiền lại còn bị phản bội trịnh tiểu tiểu lập tức trả thù nghiêm khắc vân yến bây giờ em còn trẻ đừng vội hãy tích lũy thêm kinh nghiệm đến lúc đó tự nhiên sẽ thăng tiến cháu xem cảnh hành đã vật lộn ở tầng dưới bao nhiêu năm về đây đã làm trưởng phòng ông cụ chu khuyên bảo tận tình muốn cho anh hiểu rõ lý lẽ này nhưng chu vân yến rõ ràng không nghe lọt tai nhưng ông ạ à, cháu đã ở vị trí này rất lâu rồi vẫn chưa được thăng chức nhưng năm qua cũng luôn làm việc chăm chỉ Giờ đây Tân Nguyệt cũng đã mang thai, cháu muốn cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn. Ông không phải quen biết lãnh đạo đơn vị chúng cháu sao? Dù không làm được giám đốc, làm phó cũng được. Tôi quen biết lãnh đạo đơn vị các cháu, nhưng tháng trước thì phải xem lý lịch. Bây giờ lý lịch của cháu chưa đủ, cần rèn luyện thêm vài năm nữa, lúc đó tôi sẽ giúp được. Tôi tự nhiên sẽ giúp. Lão gia không muốn nổi giận trước mặt Trịnh Tân Nguyệt, người đang mang bầu, nhưng Chu Văn Yến giờ bị dồn đến chân tường, cảm xúc cũng không còn. Nghe thấy lão không đồng ý, lập tức mất mặt. Ông đã ba năm nay, Cháu cũng chưa từng cầu xin gì từ ông. Ông biết anh họ cháu có thể đạt được vị trí này. Ông cũng đã từng giúp đỡ. Chu Vân Yến nghĩ rằng Chu Cảnh Hành có thể đạt được vị trí này. Chắc chắn là ông đã có lời với trên. Đối với nhà Chu Đại Phòng tốt như vậy, đến lượt họ nhưng lại một bước từ chối. Thật là không công bằng. Ai nói với cháu rằng tôi có giúp đỡ công việc của Cảnh Hành. Cậu ấy hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân. Từng bước một cậu ấy mới có được hôm nay. Nhà chúng ta không có cửa sau nào cả. Tất cả đều dựa vào thực lực thật sự. Lần sau đừng nói những câu như vậy nữa. Đừng lại gần đây. Lão gia đã ra lệnh đuổi khách, cũng không quan tâm đến việc Trịnh Tân Nguyệt có mang hay không. Châu Vân Yến không giữ được mặt mũi, nhưng anh ta làm sao dám trái ý lão gia, chỉ có thể ra ngoài quát mắng Trịnh Tân Nguyệt. Chính vì cô không có năng lực, lão gia mới không coi trọng cô. Cô thấy mỗi lần Trịnh Tiểu Tiểu đến đây, ông ấy đều rất vui, nụ cười trên mặt không bao giờ tắt. Giờ cô mang thai rồi, người ta cũng không thèm nhìn cô. Cô nên suy nghĩ lại đi, không thể nói như vậy được. Trước đây khi Trịnh Tiểu Tiểu ở bên anh, ông ấy cũng chưa từng coi trọng anh là vì người ta tái hôn với Chu Cảnh Xuyên, ông ấy mới bắt đầu chú ý đến cô ta. Tại sao anh không tự suy ngẫm một chút? Dù lời của Trịnh Tân Nguyệt khó nghe, nhưng không thể che vào đâu được. Chu Vân Yến bị chọc đúng chỗ yếu, Xí chút nữa thì bùng nổ tại chỗ, nhưng đây là bên ngoài mà, chỉ có thể nhăn mặt trừng mắt nhìn Trịnh Tân Nguyệt một cái. Phía bên kia, Ngô Tú Hồng cầm 100 tệ quay trở lại, người đàn ông đưa tài tác một cái, thấy tiền, sắc mặt mới nhẹ nhõm hơn một chút, lập tức lại hỏi chuyện cô bị đánh một trăm tẻ đã đuổi được cô à thậm chí còn không đủ để chữa bệnh ngày mai tôi sẽ về cùng cô một chuyến cần phải đưa thêm hai trăm đồng nếu không thì chuyện này chưa xong còn hai đứa trẻ của cô nữa không ngờ chúng lại có số phận tốt như vậy có thể vào được nhà người giàu như thế bây giờ chúng đã được nuôi dưỡng nhiều năm như vậy chắc chắn đã có tình cảm rồi quay lại bên đó tôi hai trăm đồng chúng ta qua bên đó lấy tiền nếu họ không cho thì sẽ không cho họ nuôi con cô là mẹ ruột của hai đứa trẻ họ chỉ có thể xem như người ngoài nhưng bây giờ họ đã có con ruột chúng ta qua đó sinh con người ta đưa thẳng hai đứa trẻ cho mình phải làm sao tôi không muốn nuôi đâu cố ngốc quá không muốn nuôi thì tốt để sau này đưa chúng đi cũng có thể bán được vài trăm đấy Như vậy không tốt đâu Dù sao cũng là con ruột của tôi Con ruột thì sao chứ Tôi thấy cô lại ngừa ngáy rồi đúng không Người đàn ông trộn mắt Làm việc lại còn muốn đánh cô ta Ngô Tú Hồng không dám cãi lại Chu Vân Yến không ngờ Mới hôm qua đã đưa tiền Ngày hôm sau Ngô Tú Hồng lại tìm đến Mở miệng lại đòi 200 đồng Bên cạnh còn có một người đàn ông giữ tợn Phim hay như vậy mà không đổi sang màn hình lớn thì thật là đáng tiếc Nếu muốn xem cho đã Thì bạn cần thiết lập bản điện tử âm thanh Màn hình lớn có phim sẽ thú vị và hấp dẫn hơn Tin đồn về CB chuyên gia định dạng ác trên tiktok 2 triệu 1920. tài âm thanh cho các thiết bị máy tính, máy tính cho các chuyên gia chủ điện các sư, còn có thể miễn phí thiết lập hình nền động độc quyền. trạng thái tải về trải nghiệm phiên bản máy tính. tôi đã nói là không có tiền, các người rốt cuộc muốn thế nào? không có tiền đúng không? không có tiền thì tôi sẽ công khai việc xấu của các cậu. đến lúc đó xem các cậu làm thế nào. chu vân yến mặt mày vô cùng khó coi, không ngờ lại tự làm hại mình. biết vậy đã không đi tìm mô tú hồng, thì các người cứ đi đi, chỉ cần các người có bằng chứng, muốn nói thế nào thì nói. đến lúc đó đừng có mà hối hận người đàn ông lại đe dọa chu vân yến vẫn không chịu nói anh ấy chỉ kiếm được bao nhiêu một tháng mở miệng là hai trăm người của ngô tú hồng cũng không có cách nào chỉ có thể tức giận rời đi đến nhà chu trịnh tiểu tiểu không ngờ ngô tú hồng lại đến đây đến nhà các bạn tôi có chuyện muốn nói với anh vợ tôi làm việc này không phải là ý định của cô ấy có người đứng sau suối giục nếu các người muốn biết ai là người chỉ đạo thì hãy đưa tiền trịnh tiểu tiểu ngần người giờ đây cũng đã phản ứng lại ngô tú hồng mặc dù không phải là người tốt nhưng cô ấy đã chạy đi lâu như vậy tại sao lại đột nhiên trở về bây giờ nghĩ lại mọi chuyện đều có kế hoạch từ trước chắc chắn có người đứng sau chỉ đạo cô ấy làm vậy có thể âm thầm khiến họ gặp rắc rối chỉ có hai người đó thôi chu cảnh xuyên cũng đã nghĩ đến khuôn mặt lập tức trở nên khó coi hơn chúng tôi không muốn biết nếu không có chuyện gì thì hãy rời đi nếu không đừng trách tôi không lịch sự các người không muốn biết là ai sao là chu vân yến đúng không người đàn ông và ngô tú hồng đều ngạc nhiên sau đó nhanh chóng phủ nhận các người không trả tiền chỉ muốn biết ai tại sao phải nói cho các người chúng tôi không muốn biết xin các người lập tức rời đi người hói nhìn cái này không có tiền rất nhanh lại nghĩ ra ý tưởng khác chúng tôi còn việc khác tôi là ngô tú hồng lần này trở về là để đón hai đứa trẻ đi bây giờ cô ấy đã ly hôn và tái hôn tôi chính là trà dượng chúng tôi có trách nhiệm chăm sóc hai người bên ngoài đừng can thiệp quá nhiều người đàn ông vung tay lên nói xong liền vào nhà đón người chu cảnh xuyên bay lên đá một cái trực tiếp đẩy người hói vào tường âm thanh lớn như vậy cũng thu hút sự chú ý của nhiều hàng xóm mọi người đều đến xem náo nhiệt biết được ngô tú hồng chính là mẹ ruột của đại bảo và nhị bảo bây giờ còn dẫn theo đàn ông đến đòi con mọi người cũng rất tức giận cậu dám động tay đánh người à vợ tôi có sai khi đưa con ruột của mình đi các cậu có tư cách gì mà không cho không sợ phải chịu của báo à tin hay không chúng tôi sẽ báo công an bây giờ anh cứ báo đi không báo thì anh là con trai tôi nghe thấy câu này chưa người đàn ông mở ra sao người này không theo lối mòn vậy thực ra chúng tôi cũng không muốn làm mọi chuyện tuyệt tình như thế dù sao đứa trẻ cũng là máu mủ giờ đây bị các người chiếm đoạt thế này đi các người cho chúng tôi một khoản tiền, sau này chúng tôi sẽ không tranh giành đứa trẻ nữa. Tại thời điểm này, cuối cùng không thể kiềm chế được mà lộ ra bộ mặt thật, đó là muốn tiền. Bà Giang ở đối diện nghe xong tức đến mức mặt đỏ bừng, hai người các cậu vẫn còn là người sao? Người ta đã giúp nuôi dạy bao năm mà các cậu còn mặt dày đến đây đòi tiền. Ngày xưa không phải các cậu không muốn đứa trẻ sao? Hai người không ngờ rằng hàng xóm đều đứng ra nói giúp. Trong chốc lát cũng thấy tiếc nuối. Cửa ra vào bị chặn kín như vậy. Nếu thực sự đánh nhau thì chẳng phải sẽ bị đánh tôi bởi sao? Ngô Tú Hồng sợ hãi. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng hai người chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Khi ra đến cổng lớn, còn bị vài hàng xóm thúc giục một câu. Trịnh Tiểu Tiểu cảm ơn mọi người. Quay về nhà cũng đầy lo lắng. Thật không ngờ lại là Chu Văn Yến đứng sau chỉ đạo. Anh ta cho đại bảo và nhị bảo hại người, anh ta sao có thể độc ác như vậy? Trịnh tiểu tiểu giờ chỉ mong tìm được Chu Vân Yến để mà chém hắn ba nhát. Mâu thuẫn lớn đến đâu cũng là một gia đình, nếu không thể hòa bình chung sống thì ai cũng đừng quan tâm đến ai. Nhưng Chu Vân Yến lại làm như vậy, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hòa thuận của gia đình. Chu Cảnh Xuyên im lặng, nhưng biểu cảm lại rất đáng sợ. Chỉ cần là cha mẹ thì không ai chấp nhận có người muốn hại con mình. Việc này không thể cứ vậy mà bỏ qua, hắn đã làm ra chuyện này, thì phải chịu trách nhiệm. Anh định làm gì? Đương nhiên là phá hủy những thứ hắn tự hào. Hắn không phải luôn cảm thấy cái bát cơm của mình là hơn người khác sao? Nếu vậy thì, thì cứ đập cái nồi cơm của hắn đi. Anh có kế hoạch gì chưa? Cái này em không cần lo đâu. Anh sẽ tự xử lý. Còn nữa, đại bảo và nhị bảo bên đó gần đây phải xem chặt chẽ hơn một chút. Hai người này cũng không phải lại dễ đối phó. Em là họ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Em có một cách. Anh nghĩ thế này có ổn không? Trịnh tiểu tiểu ghé sát tai nói vài câu. Chu Cảnh Xuyên lập tức sáng tỏ.